Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với chuyến du lịch trải nghiệm cùng Tung Tăng TV. Và hiện nay chúng ta đang ở Đầm Chuồn, một địa danh cực đẹp và thơ mộng cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km về phía nam. Và địa điểm này thuộc huyện Phú Vang. Địa điểm này khá lắt léo nhưng đẹp tuyệt vời và rất thích hợp chúng ta cùng tung tăng trải nghiệm. Và đặc biệt các bạn có thể đến đây để chụp hình, quay phim với những phong cách cực kỳ chất và không đụng hàng. Đây chính là nơi cho ra đời các tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Và có thể thấy rằng bất kỳ thời điểm nào trong ngày, Đầm Chuồn cũng mang một nét quyến rũ rất bình dị. Và mỗi khoảng thời gian thì mang một màu sắc phải nói là cực chất, không giấy bút nào mô tả được. Đến Đầm Chuồn thì các bạn có thể di chuyển bằng xe máy và hoặc là dùng xe ô tô, sau đó di chuyển bằng thuyền đi ra giữa đầm, sau đó thưởng thức các món hải sản tươi ngon với giá cực kỳ rẻ. Tất nhiên, đến đây chúng ta cần phải thưởng thức món bánh xèo được làm bằng cá lạ kỳ mà chúng tôi đặt cho cái tên đó là món cá xèo. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm nha. Hello, xin chào cả nhà. Thì sau một hành trình dài, chúng tôi bây giờ đã có mặt đây tại Đầm Chuồn và đó là một địa điểm rất là tuyệt vời. Một phải nói là không gian ở đây, nếu như các bạn không đã tả tới Huế mà không tới đây thì đó là một thiếu sót. Và theo như được giới thiệu thì đây là một địa điểm hải sản và đó cực kỳ tươi sống và cực kỳ ngon, có rất nhiều hải sản đặc biệt rất là tuyệt vời. Và đây tôi đi cùng với anh Nam và chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định tới đây. Anh Nam có đôi lời gì chia sẻ với mọi người? Tôi đã vào trong kia chọn tôm, cá, mọi thứ rất là tươi, ngao, đặc biệt đây có món tôm đất, đặc biệt riêng của Đầm Chuồn đấy. Vậy theo anh Thanh là mình cuối cùng mình sẽ quyết định ăn cái gì? Theo nghĩ thì tôm thì em ăn nhiều rồi, thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng quyết định ăn một món ăn đó rất đặc biệt, nó là bánh bột lọc tôm. Thôi các bạn ăn bánh bột lọc. Đây bánh bột lọc tôm thì theo mình nói đây thì tại vì sao mình quyết định chọn bánh bột lọc tôm? Chào các bạn, mình là người con gái Huế. Còn về câu thơ con gái Huế một việc là rơi cùng làm em hoàng sự. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bóc bột lọc một kiểu rất là quý tộc. Đây là bánh bột lọc của Huế. Sau khi được rất nhiều người bạn ở Huế giới thiệu cho tôi một món ăn đặc biệt tại ở đây thì đây là cái món cá gọi là cá xèo. Vì sao nó gọi là cá xèo? Tại vì vì nó được làm như một bánh xèo. Và cái một cái đặc biệt hơn nữa là cái món con cá này đó là cá nâu, một cái loại cá mà
nó rất là bổ nhưng mà nó không được dễ tìm kiếm ở ngay cả ở Huế này luôn. Thành ra để đặt một con cá này chúng tôi phải đặt trước từ rất lâu để có được món cá xèo này. Và thì nghe qua thì có vẻ gì nó lạ ghê gớm lắm, nhưng mà thật tình ra nó chỉ là một món cá bỏ lên bánh, bỏ lên miếng bột và chiên như bánh xèo thôi. Ok, và mình cảm thấy nha, đây các bạn thấy là cái miếng bánh xèo nó rất là giòn, và nếu như bỏ vào miệng ăn thì có thể là mình cảm nhận như nó tan trong miệng mình luôn. Thử nữa nha, rất tuyệt vời, chẳng khác gì bánh xèo. Rồi, và đây là món cá thì gọi là cá xèo. Bỏ bên cạnh tôi chúng đây là nước mắm được làm bằng cá. Tóm lại chúng nó làm bằng cá hết, làm bằng cá rất tuyệt vời. Và để nước mắm ở Huế mà nó là rất là đặc trưng, rất là thơm và ngon. Và bây giờ chúng tôi sẽ thử ăn thiệt luôn cá xèo này. Rất tuyệt vời, rất thơm. Đây là sợi lần thứ hai, đó là sợi kẹp cái miếng cá này. Ông thử luôn hết đĩa, anh em hết ăn. Đây, cái miếng xèo này. Đây, đúng nghĩa là miếng cá xèo. Cá xèo rất ngọt. Một đây tên là... mới trong cái cộng đồng. Đấy là một món ăn mà chúng ta nên thử khi đến Huế. Và đây là, mà để ăn một món ngon như vậy chúng ta phải đến Đầm Chuồng.